Lòng tin. Không có ai, phải hành động nhanh thôi. Ôi trộm, ôi bà con ơi, có trộm. Hả? Không, không. Mình đâu có muốn làm cái thằng trộm cắp để người ta đánh đuổi thế này chứ. Giá như ba mẹ còn sống, giá như mình được học hành thì đâu đến nỗi. Đằng nào mình cũng không thể sống ở làng được nữa. Mình phải rời làng mà tìm chốn nương thân thôi. Tuất đâu? Lại đây ông Bảo. Dạ bẩm, ông cho gọi con. Đúng vậy, hôm nay ta có ông bạn ở nơi xa đến chơi. Người đi ra chợ, mua ít thịt bò với ít rau về xào đãi khách. Nhớ mua miếng thịt ngon ngon ấy. Dạ vâng ạ, con chào ông, con đi. Đúng là hiếm có thằng đi ở nào mà lại ngoan và chăm chỉ như nó. Dạ bẩm ông, con đi chợ, trên đường về thấy người bán hũ rượu ngon, con mua về để ông đãi khách ạ. À. Khá lắm. Đó, thằng ở mà tôi nói với ông lúc nãy đó. Ông cho mày lui, xuống bếp chuẩn bị nấu nướng đi nhé. Chắc chắn là nó rồi, thằng ăn trộm. Ăn trộm nào? Đó là thằng Tuất, thằng ở nhà tôi. Hiền lành, tử tế mà chăm chỉ lắm. Tôi còn định gả con gái út cho nó đó. Cái gì? Không được. Ông có lầm không đấy? Ông nghe tôi kể nè. Có chuyện ấy à? Chết thật. Nhưng mà nó ở với tôi đã lâu, tôi không chê trách nó điều gì. Có lẽ nó đã thay đổi rồi ông à. Bản chất mà làm sao thay đổi được? Tôi không tin. Tốt nhất là ông cứ đuổi nó đi. Không, tôi không nỡ làm thế. Lỡ nó đã thay đổi thì tội cho nó lắm. Hay là để cho tỏ tường, ông thử làm cách này xem. Tuất, ra ông Bảo. Dạ. Ở đây có con gà luộc, ta chuẩn bị mang sang biếu ông lý trưởng. Con đem vào bếp gói ghém cẩn thận cho kín đáo nhé. Dạ vâng ạ. Trời, sao lại có vàng ở đây? Đó, ông thấy chưa? Tôi đã nói mà. Thưa ông, con có chuyện riêng muốn thưa với ông. Chuyện gì? Ông bạn ta đây cũng như người già, có gì cứ nói đi. Dạ, thưa ông, hồi nãy gói ghém con gà, con thấy có đồng tiền vàng rơi ra từ bụng đó. Không biết... Dạ, con không biết ông để quên tiền hay khi mua gà đã có vàng trong đó. Vì vậy con mang vào trình ông. Đúng là ta đảng trí, quên tiền trong con gà thật. May mà con phát hiện được. Nhưng thôi, đồng tiền đó ta thưởng cho con. Dạ, con không dám. Sao lại không dám? Dạ, đời con đã lắm gian truân. Con đã tự hứa không bao giờ lấy bất kỳ cái gì của ai. Ta biết, nhưng đây là ta cho con. Con xứng đáng mà, hãy nhận lấy đi. Thôi, vào chuẩn bị để ta còn sang nhà ông Lý. Dạ, con cảm ơn ông. Đó, ông thấy chưa? Ai bảo bản chất con người không thể thay đổi. Nhưng tôi thì tôi vẫn tin vào bản chất lương thiện của con người cậu ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Bản chất xấu thì khó thay đổi lắm. Nhưng trong trường hợp này, bản chất anh ta là lương thiện. Những việc xấu trước đây chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Thì hiểu như ông cũng đúng. Tại mẹ hay tại ba? Mẹ, Bimu.
đúng ba. Bì Ngoan ngủ đi nào, ba bận chưa về được. Ngoan nào con. Mẹ, ba vẫn chưa về sao? Nói nhỏ nhỏ thôi cho em ngủ con. Ừ, hôm nay ba bận họp chưa về. Họp gì mà tối vẫn họp, ngày nào cũng thế. Thôi, con cứ ngủ đi. Lúc nào ba về, mẹ sẽ khoe điểm 10 này cho. Nhưng con còn muốn khoe ba nhiều cái khác cơ. Ừ, mẹ biết. Nhưng Linh ngoan, Linh phải thông cảm cho ba con chứ. Ba bận công việc để nuôi sống cả gia đình của mình mà. Thôi, ngoan ngủ đi con. Dạ. Em lại phải nói dối con nữa rồi anh à. Đến bao giờ anh mới có thể thu xếp thời gian cho gia đình của mình đây? Mẹ, mẹ, bị đau. Hả? Làm sao đau? Há miệng mẹ xem nào. Chết. Để mẹ gọi ba về đưa Bi đi khám. Thôi ba, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, sao lại tắt máy chứ? Alo, chú Tân thư ký đó hả? Có thể nhắn giùm anh về hộ chị được không? Thằng bé nhà chị có biểu hiện bệnh tay chân miệng, cần phải đi khám gấp. Đâu rồi? Thằng Bi làm sao? Em không rõ. Bi nó nổi đỏ nhiều lắm. Cô vô tâm vừa thôi chứ. Có đứa con cũng không chăm ra hồn. Để nó bệnh gì cũng không biết thế này. Em... Thôi, nhanh bế con ra xe, tôi đưa đi. Cô đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Tôi bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải về sớm lo việc cho cô thế này đi. Dạ, vâng. Ơ kìa, sao anh lại chạy đường này? Bệnh viện lối kia cơ mà. Cô biết gì mà nói. Khám ở bệnh viện thì làm thủ tục đến bao giờ? Tốt nhất là qua phòng khám người quen của tôi cho nhanh. Vâng. Xong rồi. Thằng bé chỉ bị nhiệt thôi à. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu. Dạ. Đây, anh cầm đơn này mua thuốc và làm thủ tục cho cháu về. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ làm ngay. Chồng chị trẻ trung và phong độ lâu thật đó. Nhìn không ai nghĩ đã lập gia đình. Chị đúng là có phúc đó. Ừ, có phúc. Sao giờ này mà nhà cửa vẫn tối om như hũ nút vậy? Linh, sao ngồi đó mà không ra chào ba? Sao giờ này ba mới vội? Sao ba không nghe điện thoại? Con gọi ba bao nhiêu lần rồi đó, ba biết không? Thì ba bận việc mà con. Bận, bận, ba bận đến vậy hả? Mẹ bị ngã cũng không đáng để ba về hả? Ngã à? Ở nhà thôi mà cứ sinh chuyện suốt vậy, vợ với chả con. Ba, rốt cuộc là ba bận những gì? Ba chẳng bao giờ về sớm, chẳng bao giờ kể chuyện hay giúp con làm bài tập như các bạn trong lớp cả. Cũng chẳng đưa chị em con đi công viên chơi bao giờ. Suốt ngày chỉ thấy ba về là lườm ngút, mắng mỏ mẹ, chê mẹ không biết làm việc, không thương con cái. Ba có biết mẹ phải làm bao nhiêu việc không ba? Ba... Sáng nay, mẹ phải bắt taxi đưa em đi khám lại trong bệnh viện đó. Em bị tay chân miệng thật chứ không phải bị nhiệt đâu. Mẹ cũng thương em và lo cho em lắm, chứ đâu có vô tâm như ba nói. Thật ư? Mẹ đưa em đi khám lại rồi à? Còn lúc chiều, mẹ làm nhiều việc quá nên bị tụt huyết áp, ngã từ trên đó xuống. Con phải gọi hàng xóm sang giúp, không thì... Con nghe mấy bác hàng xóm nói, mẹ có vợ hai ở bên ngoài nên mới thờ ơ với mẹ và chúng con như vậy. Có phải không ba? Ba hết yêu mẹ và chúng con rồi hả? Không, không có chuyện đó đâu con. Thế sao ba? Ba xin lỗi, ba sai rồi. Đúng là ba có bận. Nhưng hơn hết có lẽ là ba đã quá vô tâm. Ba vẫn rất yêu mẹ và các con. Ba sẽ thay đổi để mẹ và các con không phải ấm ức nữa. Ba hứa đó, được không? Ba hứa thật chứ? Thật, ba hứa. Thôi, vào xem mẹ thế nào đi con. Dạ. Chú chó chăn cừu. Thank you.
Cừ non ơi, đừng đi chơi xa quá nha, kẻo gặp chó sói đó. Dạ, vâng ạ. Cha, ai mà trông lạ thế kia. Bác ấy trông thật dũng mãnh làm sao, mình phải làm quen mới được. Ôi da, đau quá. Ôi da, có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế? Cậu có biết ai kia không? Là bác chó chăn cừu đó. Hóa ra là bác chó chăn cừu. Tớ sợ chết đi được. Bác ấy có hàm răng mới nhọn làm sao? Chưa kể đến bộ móng vuốt cũng sắc thế kia. Giống y hệt chó sói. Ồ, đúng thế thật. Biết đâu một ngày ông chủ quên cho bác ấy ăn, bác ấy đói quá mà quay sang ăn thịt chúng ta thì sao? Ồ, cậu nói đúng. Những loài ăn thịt thì mới cần đến móng vuốt sắc nhọn thế kia. Bọn mình nên bảo mọi người tránh xa bác ấy ra cậu ơi. Cừu thì chơi với cừu thôi. Ồ, tớ đồng ý. Đây, cừu non ơi. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cầu vồng. Đẹp quá cậu ơi. Tớ phải đến gần hơn để xem mới được. Cậu đừng đi, ngoài kia có chó sói đó. Cừu non ơi, cừu non. À, ha, ha, ha. Một con cừu non tơ béo ú. Tên chó chăn cừu kia, mau tránh, đừng làm sống mất miếng ngồi ngon của ta. Có ta đây, người đừng đụng vào bầy cừu tổ nghiệp. Ây da, vậy hãy xem. Cừu con, đừng sợ, có bác đây rồi. Cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu không sao là tốt rồi. Cháu xin lỗi vì đã nghĩ xấu về bác. Giờ thì cháu biết rồi. Bác có răng và móng vuốt nhọn là để đuổi sói, chứ không bao giờ làm hại cừu cả. Tiếng gọi từ trái tim. Con chào ba. Hôm nay học có vui không con? Vui ạ. Tuấn, sao cậu chưa về mà còn ngồi đó? Sao dạo này không thấy ba cậu đến đón như mọi khi? Tớ đợi mẹ đến đón. Ba tớ đang đi công tác rồi. Thế hả? Thế tớ về trước nha. Ba tớ đến đón rồi. Ừ, chào cậu.
mẹ con mình ngủ thôi, sáng mai con dậy sớm đi học. Mẹ, đó là chỗ của ba mà, chỗ của mẹ ở trong này cơ. Ừ, mẹ quên. Mẹ, sao ba mãi không về? Lâu lắm rồi ba chẳng đón con ở trường. À, mẹ nói rồi bà, ba đi công tác, rồi ba sẽ về với con. Không đâu, con không chịu đâu. Sao ba đi lâu thế? Mẹ gọi ba về với con đi. Mẹ biết rồi. Mẹ con mình hôm nay đi thăm ba nhé. Thật à mẹ? Tuyệt quá. Mẹ ơi, đây là đâu ạ? Đây là nơi ba con ở con à. Nào, nhanh đi vào gặp ba thôi con. Tuấn. Ba, sao ba đi công tác mãi mà không về với con? Ba xin lỗi. Ba chưa về với con được. Ba rất nhớ con. Ba, sao ba lại phải ngồi vào tấm kính này? Con muốn ba cõng con chơi máy bay với con cơ. Ba chưa về với con được. Ba À, mẹ bảo ba rất bận mà. Con tặng ba chiếc máy bay này. Lúc nào nhớ con, nó sẽ đưa ba về thăm con. Cảm ơn con. Nếu ba bận không về được, ba viết thư để con chim này mang về cho con nha. Ba ơi, ba xem nè, tranh của con vẽ được giải nhất nhé. Đây là ba, đây là mẹ, ở giữa là con đó. Ba ơi, hôm qua con được điểm 10 môn toán nè. Giỏi quá, ba sẽ thưởng cho con một ly kem nha. Huy ơi, làm gì mà ngồi thất thần ở đây thế? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi gặp cán bộ. Sao? Để làm gì? Tôi còn một số điều muốn khai nhận, tôi không muốn giấu giếm điều gì nữa. Phải thành thật mà làm lại tất cả từ đầu thôi. Tôi sẽ cải tạo thật tốt. Tôi muốn sớm trở về với con, với gia đình hạnh phúc của mình. Cậu nghĩ vậy là phải lắm. Cố lên, ngày trở về sẽ không quá xa đâu. Ba ơi, máy bay của con đưa ba về nhé. Nào, ba ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.